8 dây số. Đó bồi hả? Rồi đi mày. Đâu giờ đi mà tụi mày còn chơi hả? Dạ. Tụi em buồn quá, đánh bài cho vui anh Năm. Mẹ cha tụi bay. Bây giờ tao giao tụi bay công việc nè. Dạ, 10 chuyện tụi em cũng làm xong nữa. Anh Năm cứ nói. Làm sao để cho con nhỏ kia không có cái bỏ vô bụng? Phải làm cho nó chết đối khi sống trong cái vùng này. Phải lết xác đến đây, năn nỉ tao, quy lại tao, tao cho con được sống. Nghe rõ chưa? Dạ, ok Năm, em hiểu rồi. Em đi liền. Hồng Đen, đi với tao. Đi. Đi đi. Mày gan lắm nhóc à. Bụi đời mà nhậu nhiều ghê ha. Vui mà. Ê, mà tao công nhận mày hay thiệt nha Út Mây. Đến cái năm cầu móng mà cũng thua mày luôn. Trời ơi. Bây giờ không ngán thằng cha đó nữa. Ê. Dung ở lại đây sống chung với tụi tôi chứ? Tao lăn lóc cái vùng này từ nhỏ đến lớn rồi, hỏi sao mà bỏ đi được chứ. Mà bây giờ bỏ đi đâu, làm cái gì mà để có cái ăn bây giờ đây? Vùng này tao rành như lòng bàn tay, vậy mà còn khổ nữa. Bỏ đi nữa hả, chắc tao chết queo luôn á. Ừ, vậy thì Dung cứ ở lại đây đi. Có chị có em, sống cùng sống, làm cùng làm. Làm nhiều ăn nhiều, làm ít thì ăn ít. Đừng bọc lẫn nhau. Mày nghĩ vậy là vui nhất rồi đó. Cũng chưa biết á là có vui hay không đâu mày ơi. Tụi mình á là dân bụi đời mà. Khi nào thoát được hai chữ khốn khổ đó thì tao mới cảm thấy vui được. Thì mình cứ cố gắng làm, rồi từ từ tụi mình cũng có cách thoát ra khỏi hoàn cảnh này mà. Cứ là người tốt á thì ông trời sẽ thương thôi. Cũng chưa chắc nữa. À mà thôi, mấy ngày hôm nay á được biết mày á, tao cũng vui lắm. Từ nay á tụi mình làm chị em nha. Ừ, chơi luôn. Ủa mà Dung bao nhiêu tuổi vậy? May 18. Hình như tao cũng 18 á. Ồ vậy thôi, May đến đây sau thì May sẽ làm em cho. Dung làm chị nha. Vậy cũng được. Có cần cá mắt ăn thề không? Không, không cần đâu. Như vậy nè. Móc méo như vậy là được rồi. Từ nay hai đứa mình là chị em. Sống cùng sống, chết cùng chết. Bảo vệ lẫn nhau. Hai đứa con ở đây chờ bà nghe. Dạ. Chị Tám. Ủa, hôm nay đi bán lại hả bà Mười? Dạ, chị cho tôi lựa ít đồ để đi bán hả chị Tám? Hôm nay á có hồng Đà Lạt ngon lắm, bà lựa đi, mỗi thứ là 20. Dạ. Rồi xoài nè. Dạ. Ổi nè. Dạ. Lựa mỗi thứ 1 chục đi. Dạ tôi không dám lấy nhiều đâu. Cứ bán xong á rồi gửi tiền sau. Lựa đi nha. Dạ. Tôi tính sổ sách 1 chút. Chị Tám ơi. Hả? Dạ hôm nay tôi có 2 đứa cháu ở dưới quê nó lên. Dạ tôi muốn nói với chị Tám, có gì chị làm ơn chị giúp cho 2 đứa cháu tôi. Vậy hả? Vậy kêu tụi nó lại đây xin xỏ gì nữa. Dạ. Cảm ơn chị. Hai đứa con ơi. Đứa con ơi lại đây. Dạ. Nè cô Tám chị. Chào đó. Chào cô Tám đi. Cảm ơn cô. Chào cô Tám. Cháu bà Mười hả? Dạ. Tụi con muốn đi bán phải không? Thôi thì lựa mỗi thứ 1 ít đi. Mà phải đi bán nha, chứ không có đi chơi bời liêu lỏng à. Dạ con biết rồi. Dạ. Con cảm ơn cô nhiều. Thôi lựa đi con. Đi bán rồi về sớm nghe mấy con. Lựa đi Dung, lựa đi Út Mây. Dạ. Lựa đi con, để bà chỉ cho nha. Nè. Dạ. Đi bán để ý nha. Dạ. Lúc này trong thành phố đó, người ta không cho đi bán hàng rong đâu. Dạ, dạ thưa biết rồi. Nè, Út Mây. Dạ. Lựa bên này ngon nè con. Dung, dạ. Dung, lựa đi, bên này tươi nè. Nè bà. Dạ. Bà nói con nhỏ này tên gì? Dạ. Dạ con nhỏ này tên là Út Mây, còn kia tên Dung. Nó là Út Mây đó hả? Dạ. Dạ. Sao cô? Thôi. Ủa thôi. Sao? Không có buôn bán gì nữa. Ủa sao vậy cô Tám? Có chuyện gì vậy cô Tám? Muốn gì á?
thì qua chỗ khác buôn bán. Chị nói chị giúp cho tụi nó mà. Mà giờ sao tự nhiên lại... Hồi lúc nãy khác, bây giờ khác rồi. Tôi giúp á chỉ có một mình bà thôi, tôi không có giúp nó được. Nghe vậy thì biết vậy đi, đừng có hỏi nữa. Dạ, có chuyện gì á chị nói với tôi một tiếng. Con nhỏ nó mới có tới vùng này à, nó chưa biết phải làm gì đâu. Tôi năn nỉ chị Tám mà. Chị Tám giúp đỡ cho tụi nó đi bán đi chị Tám. Thiệt tình á thì tôi muốn giúp nó lắm, nhưng mà tao biết tại sao rồi. Dung, trả lại cho cô Tám rồi đi về con. Ủa, ông nội, ông nội có sao không nội? Chà, làm gì thở dữ vậy? Về rồi đó sao? Nội bị sao vậy? Mẹ con gọi điện nói là nội phải đi cấp cứu. Mẹ của con lừa con đó. Nội chỉ nhớ con thôi, chứ không có làm sao hết á. Trời, chuyện vậy mà mẹ cũng làm được. Con à, vụ này là ông nội cho phép. Không nói như vậy thì làm sao ông họa sĩ chịu về nhà? Nội là nội, nội cũng biết là con đang đi vẽ mà. Con à, ở nhà mình đang có chuyện, đang rất cần sự có mặt của con, nên nội mới gọi con về đó chứ. Ủa, chuyện gì vậy nội? Mẹ của con. Nội, mẹ con sao nội? Mẹ con làm cho ông Chính ở bên xưởng nghỉ rồi, và 40 người thợ họ cũng nghỉ luôn. Nội nói là mẹ con đuổi ông Chính rồi hả nội? Cũng không hẳn là như vậy. Nhưng mà thôi, con à, đừng bàn đến chuyện đó nữa. Nhưng bây giờ ông nội muốn con gánh vác cái chuyện bên xưởng cho mẹ con. Con thấy sao? Có được không? Con ghét làm chuyện đó lắm nội. Chán ơi là chán luôn. Bộ con không có cái máu của ông nội sao con? Nội, nếu nội nói vậy á, chả con đi thử máu thì biết liền à. Nhưng mà nội ơi, dẫu có cùng dòng máu thì chí hướng, sự ham thích, chí hướng vẫn khác nhau là bình thường mà nội. Nội biết không, điều đó được quy định do bộ óc, do suy nghĩ, do học tập, chứ không phải do dòng máu đâu nội. Nhưng cái bộ óc của mình chứa đựng những cái suy nghĩ, cái nào đúng, cái nào có lợi chứ. Nói vậy không lẽ vì ý thích, chỉ vì những cái suy nghĩ của mình mà con bỏ cả một cái cơ ngơi, bỏ cả cái nghiệp tổ hay sao con? Con nghĩ lại đi. Tổ cha cái tụi này, ông trời á, sao không xài thiên lôi á hả? Xuống đánh tụi nó chết cho rồi. Tụi nó chơi ác thiệt á, chẳng hết được làm ăn của con May luôn rồi. Thôi, chị với bà Mười đừng có lo, giờ hai người đi kiếm hàng bán đi, con sẽ đi kiếm việc ở chỗ khác. Không lẽ ở nơi đây ai cũng nghe theo lời của năm con móng hay sao? Nhưng không sao mà. Hai người bán đắt hàng nha, tối nay gặp, con đi trước ạ. Bọn năm cầu móng này quá đáng thiệt. Mình không tin là mình sẽ thua bọn chúng. Phải cố gắng hết mình mới được. Anh ơi, cho hỏi ở đây có cần người giúp việc không ạ? Không cần đâu em. Dạ cảm ơn. Không có gì.
Chị ơi, cho em hỏi thăm chút. Cái gì mẹ? Dạ, ở đây có phải tuyển nhân viên không? Má ơi, có đồ mới. Đợi chút. Dạ, chào cô. Vậy hả? Hơi đen, nhưng cũng được. Làm đâu rồi? Dạ, tôi chưa có làm ở đâu hết á. Đã đầu quân cho ai chưa? Ủa, đầu quân là cái gì? Gà mới đó, trúng số rồi má ơi. Anh về nha, bye bye cưng. Lần sau ghé lại nha anh Hoàng. Sao giống như bà Hương vậy? Thôi tôi có việc rồi, tôi về đây. Ê, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Ở đây là ngon nhất rồi đó. Thôi, vô trong bàn đi cưng. Tôi không có làm đâu, tôi có công chuyện rồi. Tôi về đây. Sao mà về được? Bộ mày tưởng ở đây là nơi nào? Muốn vô thì vô, muốn về thì về hả? Kéo con nhỏ này vô trong đi. Mấy người làm gì vậy? Buông tôi ra coi. Buông đây. Má, con nhỏ này là ông Năm còn móng nói nè. Chết mẹ. Thôi con lại má. Má đi đi cho con nhờ. Hai vợ chồng mình vô tiệm nét chơi đi. Chơi xả láng luôn. Không hết tiền không về. Hai vợ ha. Ôi, Út Mai đi đâu ạ? Ơi, đi xin việc từ sáng giờ mà không được gì hết á. Đi xin việc? Không biết là cái tụi Năm còn móng nói gì mà không ai dám nhận tôi vô. Thôi, làm hết á. Thôi, mà dẹp chuyện đó qua bên đi. Đi theo với tụi tôi đến chỗ này vui lắm. Mày đi theo tụi tao đi. Vừa vui vừa có tiền nha. Đảm bảo Năm còn móng không dám làm gì mày luôn. Ghê vậy? Đi. Chơi gì vậy? Đi. Biết. Ê, mua sạch cái. Đúng rồi đó. Chị, xoài nhiêu trái vậy? 5.000 một trái em. Có bớt không chị? Trời ơi, ngon mà rẻ lắm. Em mua giùm chị nha. Cho em 3 trái đi chị. Rồi. Chị, cho em nhiều muối nha chị. Đưa trái ngon cho em nha. Nhìn ngon quá ha. Ê nhỏ kia. Công viên tao buôn bán gì đây? Đi ra ngoài. Trời ơi, gì vậy? Anh tao bán xoài làm gì dữ vậy? Anh cho em bán hết 3 trái đi nha. Đi ra ngoài kia kìa. Nhanh lên. Mấy cô này nữa, muốn mua xoài vô siêu thị mua. Trời ơi, đang thèm. Làm cô nhỏ này đi ra ngoài. Khoan, để chồng kêu nó nạp 20 đã. Giờ ham quá. Ê, vậy là sao? Tụi bay nãy giờ làm gì tao không hiểu. Bà đợi chút xíu đi, đang kiếm tiền, bà nhìn là biết liền à. Kiếm tiền gì? Nó mới nạp tiền đó em. Mở điện thoại lên nạp vô coi. Từ từ. Nhanh lên. Từ từ. Nhiêu? 2, 3, 4 3 9, 4, 7, 0 9, 7, 0 7, 9, 7, 7 3 9, 7, xong 3. Chưa? 0, 9, 7. Được chưa? Rồi. Đâu được đâu. Má. Thằng này nó xài cho chồng thiệt mà. Chết mẹ em đi nè. Dạ nhá chút xíu cho nó thấy đi. Lần này là phải kêu nó làm 100 luôn. Lần này nữa mà không được là ao luôn. Không có ngồi nữa nha. Che lại đi. Trời, nhổn. Như 4908 3840 4793 rồi chưa? Được rồi, được chồng. Hay quá. Thằng ngu, đồ mấy gái. Bóng gái. Vậy là sao, mấy người đang làm gì vậy? Bây giờ mình vào game, mình lấy cái tiền trong điện thoại mình đi mua game, hiểu không? Sau đó đó mình lấy tiền game mình đổi thành tiền. Đó, nãy giờ đựng trong gà rồi đó bà. Con cứ làm đi. Trước mắt á là 2 việc phải hoàn thành. Một á là hoàn tất xong cái đơn đặt hàng cũ. Còn 2 là lo cho mẹ tuyển thợ mới vào. Mẹ, con đã nói với mẹ rồi. Con chỉ thích đi vẽ ngoài thôi. Còn làm trong xưởng con làm không được đâu. Có chú Bảy phụ con mà, có lo gì. Con cứ yên tâm. Con chưa rành chỗ nào thì chú hướng dẫn con làm chỗ đó. Bây giờ con không làm thì không biết ai sẽ làm đây. Trước sau gì con cũng phải làm chủ cái xưởng đó thôi. Không lẽ mai mốt mẹ chết đi rồi cái xưởng nó đóng cửa sao? Nhưng mà vẽ những mẫu tranh đó con không thích chút nào hết. Làm đẹp thì kén khách, làm đơn giản thì chán phèo. Mẹ kiếm ai đó làm giùm con đi. Con xin phép mẹ, con xin phép chú Bảy. Vậy là cả đêm nay
tôi phải đi năn nỉ nó rồi đó. Tạm thời chú cứ cán đáng giùm tôi, rồi tôi sẽ khuyên bảo thằng Lâm sau. Lần này mà nó không nghe là tôi chơi bạo lực với nó đó. Ngày xưa tôi cũng từng là á hậu thể thao mà, tôi có giỏi cào cào mà. Cô thì còn có danh hiệu để tưởng nhớ đến chuyện ngày xưa, chứ còn tôi á, mỗi lần nhắc đến chuyện ngày xưa tôi buồn lắm cô à. Tụi bay làm kiểu này ngày thì dụ được bao nhiêu người? Một hai thằng gì đó. Có một hai thằng là đủ tiền cơm cho tụi tao rồi. Bây giờ không phải nộp tiền cho năm cậu móng nữa, khỏe ra. Lâu rồi không cho vợ tiền nha, cho mấy chục ngàn xài đi, hết tiền rồi. Mệt quá, cho hoài. Tụi bay gạt người ta như vậy mà sao mặt mày tỉnh queo vậy trời. Trời, gạt nào, toàn là mấy thằng ham gái, khoái chát xét. Lấy tiền của tụi nó có sao đâu. Trời ơi, đáng lắm mà. Ê, dạ. Gì vậy? Tụi bay tính làm gì vậy? Từ từ rồi biết. Anh đi không anh? Anh ơi, đi không anh? Đi không anh? Không. Em lấy giá rẻ cho. Ủa ông ơi, ông bị gì vậy? Xe hết xăng rồi. Cô ơi, làm ơn cho tôi hỏi đây có chỗ nào đổ xăng không cô? Đổ xăng hả? Chú đi thẳng nha. Ê, trái. Ê, cướp. Trời ơi, anh cướp. Cướp. Cướp xe hả? Chạy. Khốn nạn. Chạy nhanh lên. Để tao với. Mày, mày đứng lại không? Mày làm gì vậy? Mày đưa đây coi. Đưa đây. Khùng hả? Thấy còn hỏi nữa. Bà mẹ nó. Có cái gì trong này mà nặng dữ vậy? Ê, đi về đi rồi có gì tao chia cho mày. Ê, tao nói mày đưa đây không? Mày đứng nói không? Mày về sớm mai đợi tao. Chả ra cái gì hết. Đưa đây. Quỷ. Má nó. Mấy cô có biết cái bọn cướp ở đâu không mấy cô? Trời ơi, tôi đâu có biết đâu. Trời ơi, em không để. Ủa, trời. Tài khoá không nè, nè. Ủa cái gì mà âm sầm vậy? Hả? Kìa. Trời ghê nó vậy. Nó mới giật đồ của ổng đó. Trời có chết người không? Trời gì mà chết. Im đi ông nội. Khu này nó là. Cậu có biết công an ở gần đây không cậu? Để tôi trình với công an tóm cổ bọn cướp này mới được. Không biết. Ủa ông hai. Của chú nè. Ủa con đuổi theo lấy lại cho chú đó hả? Chú coi có mất gì không? Không con. Hả? Vậy được rồi. Mà mày chạy theo bọn cướp hả? Con trời, nó liều ghê. Mày, cảm ơn con nha. Trời đi gì mà lẹ dữ vậy. Bởi vậy công nhận con nhỏ này uống nước liều hay ghê ha. Ê mày nói tao nghe đi. Mày nói nghe tao nghe. Tại sao mày thấy nó giật đột của ông đó hả? Hả? Ê chồng mày thử đó đi. Mày trả cho tao 200 ngàn coi. Có chuyện gì vậy? Mày đem cái túi trả lại cho cái ông đó. Bây giờ mày đưa cho tao 200 ngàn đi. Tao tính như vậy là quá rẻ rồi đó. Đúng rồi. Bi à, tụi bay cũng biết á, làm như vậy là sai. Ta chỉ muốn tụi mình làm ăn đàng hoàng. Mày biết cái giống gì mà mày xí cho chuyện của tụi tao? Khỏi có nói nhiều nữa. Bây giờ có hai cách. Một á là mày trả tao 200 ngàn. Hai á là mày đừng có ở đây nữa. Sáng mai dọn khỏi đây đi. Sao cái gì sum vậy trời? Trời ơi có gì đâu mà chị em mà gây lộn chuyện gì vậy? Không có gì đâu ông ơi. Không có gì đâu. Gì gây lộn hả? Tao muốn điều thứ ba. Đó là tao vẫn ở đây. Và tao không có tiền trả tụi bay. Và điều tao muốn nữa là tụi bay không được làm bậy bạ. Thế tao thấy là tao cản. Vậy đó. Tao biết mày rất giỏi đánh nhau. Tao không còn sự lựa chọn nào khác nữa hết đó. Dạ, đánh nó đi. Trời ơi, nè. Trời mày ơi, thôi mà. Đừng có đánh nhau mà tụi bay ơi, đừng đánh lộn. Mà trời ơi, tôi chị em không mà đừng có đánh nhau. Đừng có đánh lộn. Thôi đi mà. Vuốt giận đi con ơi, chị em đừng có đánh nhau. Đừng có cản con. Để con đánh nó. Tụi nó là bậy mà còn hung hăng nữa. Không biết sai là sao? Đừng có đánh nhau. Chị em một nhà mà sao không chịu nhịn nhau đi con. Ê mày, thôi, tưởng mày là ai vậy? Mà. Mày dám gì đâu tao hả? Con. Mày nói muốn làm ăn đàng hoàng hả? Vậy mày làm cho tao coi đi. Coi thử mày làm cái gì ra hồn chưa? Những đứa không nhà, không cửa, không chỗ ăn, chỗ ở như tụi tao thì làm được cái gì? Thôi đi mấy. Đúng rồi, mày làm thử coi. Mày tưởng tụi tao khoái cái kiểu sống này lắm hả? Có cái chuyện đàng hoàng danh dự nào mà dành cho những đứa bụi đời, dán nhanh dán hai chữ bụi đời như tụi tao? Tao nghe người nào nói đó. Cái câu gì mà nghèo cho sạch, rách cho thơm gì đó. Tao nghe được câu đó mà tao mắc cười. Họ có sống được như tụi tao không? Bụi đời có như tụi tao không? Mà mở miệng nói câu nói đó. Áo không có mà mặc, cơm không có mà ăn mà còn bị đặt nữa. Mày hỏi ở đây nè, có ai làm chuyện đàng hoàng mà sống không? Mày làm được chưa? Đi chồng.
về con. Thôi về đi. Về dạ. Con mình về ba ơi. Đi con. Người ở xóm ma này gặp nhau gần 3 năm trước. Ăn bờ ở bụi khắp nơi. Lúc thì ở gầm cầu, lúc thì ngủ ở công viên. Bị chính quyền đưa vào trại xã hội 2 lần. Mấy tháng sau thì mình được thả ra. Không ai chịu về quê sống. Rồi lại họp lại với nhau tìm chỗ ở. Thấy khu này hẻo lánh nên mới dọn về đây ở đại. Từ không ai biết ai tới khi biết nhau khá rõ. Mỗi người một hoàn cảnh. Bọn bi cứng cũng tội nghiệp lắm. Nghe đâu ngày xưa má nó cũng là công nhân, bị cái thằng cha đó dụ chơi qua đường. Rồi khi có bầu á, bà nó chạy mất à. Bà nó nuôi nó một thời gian rồi bệnh mất. Còn con bi mềm á, nghe đâu ba má nó ly dị, rồi nó ghét nhà nó bỏ đi quan. Con hạnh lát á, thì mồ côi từ nhỏ. Ở đây có ai học hạnh gì đâu. Nhà thì không có, chữ nghĩa thì cũng không, tiền bạc thì càng không. Trời ơi, tôi ở đây lâu rồi mà tôi cũng không biết mấy vụ này nữa. Ủa, còn bà, sao bà lại ở đây? Nghe nói bà ở dưới đây dung hả? Quê của bà đất đai cằn cỗi, quanh năm hạn hán. Chồng bà và đứa con gái duy nhất á, bị chất độc màu da cam, chết gần 10 năm rồi. Ở dưới đó khổ quá nên mới lặn lội lên đây kiếm ăn. Ai mà không muốn có công ăn việc làm đàng hoàng để mà sinh sống. Nhưng thật ra con bị cướp nó nói đúng lắm. Làm ăn đàng hoàng cũng không có dễ, khó lắm. Cơ hội đâu có dễ đến như đám bụi đời như chúng ta. Ủa, còn chuyện bán trái cây á, như vậy là đàng hoàng mà. Đi bán trái cây cũng đủ sống. Giàu thì khó, nhưng mà đủ ăn, như vậy cũng đâu phải là không được. Từ ngày mai á, bà với con Dung á, phải tìm cái khác mà làm thôi. Hết bán trái cây được rồi. Ủa, sao vậy? Người ta cấm bán dạo. Hôm nay tao trả mấy trái cây cho bà chủ dựa. May là bà không tính tiền á. Bà mà tính là dở nợ luôn á. Hôm nay tao ra chợ, tao hả? Tao năn nỉ mà người ta không cho tao làm gì hết trơn á. Người ta hỏi tao á, có giấy vân vân gì á, mà tao không có. Rồi tao xin người ta làm 2 ngày, nhận tiền 1 ngày. Rồi người ta cũng không chịu luôn. Thiệt tình là tao hơi nản rồi đó. Chắc ngày mai tao phải... Không được. Công nhận là khó có việc thiệt, nhưng mà không phải là không có. Tôi không tin là muốn có cái ăn thì phải làm bậy. Nếu như vậy thì thế giới này toàn là người xấu hết hay sao? Bây giờ ai muốn làm gì thì làm, nhưng mà hễ tôi thấy ai làm điều gì sai trái á thì tôi sẽ ngăn cản đó. Hay quá. Chỉ cần sống lương thiện, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đàng hoàng trong sạch. Được như vậy thì cha mẹ con sẽ hài lòng con gái. Thiệt vậy sao ông? Điều đó là tất nhiên. Ông lấy danh dự của mình ra để đảm bảo với con điều đó. Con nghe lời ông. Dù có gặp bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, con sẽ luôn sống lương thiện. Con hứa chứ? Ừ, con xin hứa. Ông tin con sẽ là một cô gái tốt. Ông tin là khi gặp lại con, cha mẹ con sẽ tự hào về con lắm. Ông
Ông nói thật không? Thật. Nhưng mà biết bao giờ con mới gặp lại được hai người đó? Muốn gặp thì phải đi tìm, muốn tìm thấy thì con phải có niềm tin. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào những điều tốt đẹp nhất nha con. Con sẽ nghe lời ông dạy. Con ngoan lắm. Dù có như thế nào thì mình cũng phải cố gắng sống cho đàng hoàng. Nhất định phải sống như vậy. Vô. Vô tụi bay. Vô. Vô tụi bay. Bây giờ mà có chỗ nào nhận con nhóc nó vô làm thì anh Năm cứ chặt đầu em. Vài bữa nữa tụi nó đói rã ruột, thế nào cũng đến đây xin anh Năm ăn cơm mà. Đến lúc đó thì... Thôi đi, đừng có coi thường con nhóc đó. Nó không có chịu thua dễ dàng như vậy đâu. Phải mạnh tay hơn một chút nữa mới hạ được nó. Vậy bây giờ anh Năm muốn em làm gì nữa đây? Hay là mình đánh hội đồng cho nó chết bà nó luôn đi. Anh cứ để em, em kêu 5 đứa, à không, 10 đứa phục đầy cái xóm ma đó, cho nó dài nhát là xong, cho nó hết xạo luôn. Ốc của mày, ốc chó hay sao vậy hả? Cuộc đời tao ghét nhất làm những chuyện thui tha như vậy. Cái gì cũng phải để đức cho con cháu chứ. Phải nghĩ ra cách vừa mềm mại vừa thú vị thơm tho, để mai mốt giang hồ cũng có chuyện mà kể lại. Ý là nằm khó quá, tụi em bó tay rồi. Hay là bây giờ anh muốn gì anh nói đi, tụi em sẽ cố gắng làm cho bằng được. Tụi bay làm sao cho nó vào tù đi. Nồi chao chín rồi, nồi chao chín rồi, dậy đi con, dậy đi con, ba đút cháo cho con ăn. Thơm thiệt á. Ông già đi lang thang, tỉnh tỉnh điên điên, vậy mà chăm sóc con trai tận tình quá ha. Làm cha mà. Tao là người cha lý tưởng mà. Ê, bà bản báo bà nói trong này có nhiều chỗ cần tuyển lắm nè. Mày coi vậy đi hả? Để coi. Mày cứ coi đi. Tuyển người. Nhưng mà chị coi chỗ nào làm được không? Tao đâu biết chữ đâu. Ừ vậy để em. Trời ơi, nhiều thiệt luôn á. Tha hồ mà lựa luôn đó. Trời ơi, mắc cười quá trời luôn. Ê Bi. Tao có sao cái này đây? Hay lắm. Muốn gì nữa? Trong đây á có nhiều chỗ tuyển người lắm. Công việc lại đàng hoàng nữa. Tụi bay có muốn đi làm chung với tao không? Tụi mày đi làm một mình đi. Đồ khùng. Đi giờ. À, ê sao thôi, tụi bay. Kệ tụi nó đi. Mình lo cho mình trước đi, kệ cha tụi nó. Mình làm được thì mình mới có thể nói được. Còn miếng ăn hết đi con. Ba cưng nghe. Ba hầm từ sáng tới giờ á, cháo thịt đó, ngon lắm. Trời ơi, con mệt quá ba ơi. Mệt cũng phải ráng ăn. Ủa nè Lạc Đà. Ông thấy sao trong người rồi? Đã nghèo không đỡ, đặt bệnh không gì đâu. Ê Lạc Đà hả? Tờ báo này á có nhiều chỗ xin việc làm lắm đó. Nhưng mà ở đâu cũng cần bằng cấp hết trơn mày ơi. Mày thấy không, mấy cái mặt hàng hồi nãy là làm theo phong cách châu Âu không đó, hiện đại lắm. Tao thấy là cái gam mà mình cần phải thay đổi là làm cho nó thật là Tây, thì cái người châu Mỹ và người châu Âu người ta mới thích. Khách hàng mà thích nhiều á thì mình sẽ hốt bạc nhiều. Tao thấy mày phải là con của mẹ tao mới đúng. Suốt ngày mở miệng ra toàn là tiền tiền, chán thiệt. Thì tiền bạc cũng quan trọng chứ mày. Dạo này á, tao đi chào hàng thấy khách hàng càng lúc càng thưa dần, tao lo lắm. Xưởng nhà mày nuôi cả 100 công nhân, bây giờ doanh thu giảm thì đời sống của anh em công nhân á cũng đâu có tăng. Thú thật với mày á, tao chỉ có hứng thú với mấy cái chuyện sáng tác tranh đơn thuần thôi. Chứ nghe mấy cái thứ hả, nào là thị trường, lợi nhuận, khách hàng mà mày với mẹ tao nói hả, ngán tận cổ luôn á. Nè, tao tính á, tao sẽ đi đâu đó thật xa, vẽ những gì tao muốn. Gì? Mày đi đâu? Tao chưa biết, nhưng mà đi càng xa càng tốt. Chứ ở đây hả, chán lắm mày ơi. Xưởng nhà mày đang tuyển thêm công nhân vẽ, bây giờ mày đi rồi, ai dạy cho họ vẽ? Tao không biết. Ê, tao có điện thoại. Mẹ tao gọi. Alo, con nghe nè mẹ. Con đang ở đâu vậy con? Trời ơi, Quan Âm Bồ Tát xuống đây mà chứng giám nè. Con tôi nó không thương tôi chút xíu nào hết trơn á. Sao giờ này con chưa qua xưởng nữa? Chú
chú Bảy đang chờ con ở bên đó đó. Con không có mặt bên đó thì ai kiểm tra thợ đây? Giờ con muốn mẹ chết thì con mới vừa lòng hả dạ phải không? Trời, Nam Mô Di Đà Phật. Lắm à, sao con không nói gì hết trơn vậy? Giờ con đang ở đâu? Trời ơi, Đức Quan Bồ Tát cơ bay xuống đây nè, coi con tôi nè. Lắm à, Lắm, Lắm. Trời đất ơi, ai gọi ba mày nhăn quá trời vậy? Đi. Ừ. Thiệt tình á, đi phát mấy tờ quảng cáo á, bị chửi như chó, bị đuổi như giặc vậy đó. Nản quá. Tôi thấy việc gì á chị cũng nản hết á. Có việc gì mà chị nói thích đâu. Ừ, tao vậy đó. Mày thích á thì ngày mai mày tới xin bà chủ làm lại đi. Còn tao kiếm gì khác. Thật ra chị muốn gì? Làm gì cũng được hết á. Mày có tiền nhiều là được rồi. Chứ nghèo quá bị khi dễ còn hơn gì nữa. Tao cũng đi coi bói rồi. Số tao á cũng giàu lắm, chứ không có lang thang làm mấy công việc tầm bậy tầm bạ kiếm tiền mặt cắt đâu. Mình không có học, không có tiền, không có giấy tờ gì hết á, thì phải ráng chịu khó, đổ công đổ sức hơn người bình thường. Ít tiền thì mình làm, từ từ mình dành dụm lại. Chứ tự nhiên chị nói chị muốn có tiền ngay, có tiền thì giàu, tôi cũng bó tay chị luôn á. Ngày mai tôi sẽ đi kiếm việc một mình. Mày làm gì vậy? Tao nói sai cái gì hả? Hả? Thấy hàng về tới tấp à ha. Có chuyện gì á, chú nói lẹ lên đi. Tôi còn về coi hàng nữa. Nè, đừng có nói là đang đi làm rồi bỏ về ngang xương giống bữa nữa mệt nha. Mệt quá. Mày đi đâu tao đi đó được chưa? Ông trời á, đâu có phụ người nghe bao giờ đâu. Trời ơi, mày giống chị hai tao quá. Tao là chị mày hay mày là chị tao vậy? Đi. Ba ơi, ba. Nằm ngủ cho ba đi làm ngon con trai cưng của ba. Không, ba, ba. Gì nữa con? Nghe kêu tiếng ba mà đứt ruột đứt gan gì trời. Ba ơi, con bệnh, con buồn, con khóc. Thôi nín đi con. Ba con thương con lắm. Ba không muốn xa con đâu. Nhưng mà tại vì tiền ba mua cháo với mua thịt ăn hết rồi. Bây giờ bà không đi làm á, mai cha con mình sống sao? Con muốn ba đi, con muốn ba ở lại với con. Con muốn gối đầu lên đùi ba con ngủ. Thôi được rồi, bây giờ ba đờn ba hát một bài cho con nghe. Con ngủ rồi ba đi làm nha con. Nằm xuống đây đi con. Con nằm trên đùi sao ba đi được. Công nhận hung nó đã thiệt.
Ê Lạc Đà, bà chủ vừa trái cây kia mà ra đó, phụ bà bưng đồ kìa. Ủa bà chủ vừa kêu mình đồ. Đi lên. Lâm ơi là Lâm, con á không có thương mẹ thì con phải thương con chứ. Làm chủ mà không muốn, con muốn á đi làm nghệ sĩ lang thang hay sao con? Mà mẹ ghét nhất á là nói nhiều á. Nè, bây giờ mẹ nói ngắn gọn một lần cuối. Một lần cuối của một người phụ nữ hay đi chùa là mẹ đề nghị con. Nè, có nghe mẹ nói gì không? Có thì làm ơn lên tiếng giùm cái. Mô Phật à. Nghe tiếp nè. Mẹ nói tới đâu rồi? Con đâu biết. À, mẹ ghét nhất á là mấy người nói nhiều. Ủa, hình như cái chỗ này mẹ nói rồi phải không? Nè, bây giờ mẹ đề nghị con, từ ngày hôm nay ăn tại xưởng, ngủ tại xưởng, không được đi dễ lung tung ở ngoài đồng ngoài ruộng nữa, nghe chưa? Con phải theo sát cái chuyện mà tuyển công nhân cho mẹ. Một mình chú Bảy sao ổng lo nổi? Nội trong 2 ngày nữa phải lo cho xong cái số công nhân mới cho mẹ. Nếu như con còn làm sai ý mẹ, Mô Phật, có Đức A Nan Ca Diếp, Phật Di Lạc, Đức Tam Tạng Chứng Giám nha, mẹ sẽ bắt con cạo đầu đi tu. Ok? Do you understand? Nhớ đó, giờ đó mẹ về rước nội đi chùa. Hôm nay á rằm mà khổ thiệt. Alo. Ừ, tôi Hồng nè. Ê, hôm nay đi chùa với mẹ con tôi nha. Thì cái chùa mới khai trương đó, nghe nói linh lắm, xin cái gì cũng cho hết. Nè, tôi tính chạy qua đó xin vài cái lộc làm ăn. Trời ơi, dạo này á vàng lên quá trời luôn. Tôi tính giái Phật cầu cho vàng xuống mới dễ làm ăn. Ừ, vậy lát á bà đi chung với tôi luôn nha. Ờ, rồi rồi vậy ha. Nè, nhớ là mẹ nói không? Mẹ mà còn nghe chú Bảy nói là con bỏ đi nữa thì con chết với mẹ đó. Mô Phật. Mẹ đi đây. Chú phục con luôn á. Vậy mà chịu đựng được hơn nửa tiếng đồng hồ đó. Hả? Dạ, chú Bảy nói gì? Trời ơi, chú nói là chú công nhận chú phục con luôn á. Con chịu đựng được một cây tiểu liên hạng nặng hơn nửa tiếng. Con giỏi thiệt. Nhờ cái này nhà chú Bảy. Nói nghe nè, bây giờ mình phải hỏi ai đi chứ? Hỏi ai giờ? Chị cho em hỏi cái công ty gần đây đang tuyển người phải không chị? Ừ đúng rồi, xin việc hả? Dạ. Nộp đơn nhanh nha, tại vì đợt này tuyển bên sân mài á nên cũng cần nhiều người. Dạ. Tranh thủ ha. Thôi, dạ, tôi về nha. Dạ. Trời ơi, chết tao rồi mày ơi. Tao có biết vẽ giờ gì đâu mà vẽ. Chưa vô thử sao biết. Thôi mày ơi, tao có biết vẽ đâu, vô đó không biết làm á còn người ta chửi cho mang nhục nữa. Cái con người của chị á lúc nào cũng bàn ra hết trơn á. Mệt quá thôi không đi, tôi đi. Đi đi, mệt quá, cái con khùng. Con chịu khó xem hết đống hồ sơ này đi, rồi con cho chú biết chọn những ai vào làm. Hôm nay lại có thêm nhiều người xin vào làm việc lắm. Bây giờ mà con không làm thì không kịp đâu đó. Phải chi tuyển thợ thường thì chú không nói. Lâm à, chú năn nỉ con á, người ta đến đông nghẹt rồi kìa. Con không làm việc này thì bà lại rầy chú nữa. Buồn ngủ quá. Chú lại con nói Lâm, con biết cả nhà ai cũng sợ cây tiểu liên hạng nặng đó hết á. Rồi chết thật, nghe súng nổ tiếp nè con ơi. Alo. Dạ tôi nghe nè cô Hồng. Dạ cậu Lâm đang chăm chú làm việc lắm ạ. Dạ dạ
tôi không cho cậu ấy bỏ đi đâu hết á. Dạ dạ, tôi nhớ rồi cô ạ. Dạ, cô Hồng lại Phật vui vẻ nha. Dạ, tôi chào cô Hồng. Con thấy chưa? À, chú Bảy ơi, con đã cảm thấy chán ngán mọi thứ. Chú biết con không có thiết tha gì chuyện kinh doanh của bà hết á. Nhưng mà con không làm thì ai làm đây? Thôi được rồi, chú Bảy cứ ra ngoài đi, để như đây cho con. Thôi, con cứ ngồi đó làm, chú ngồi đây. Nếu mà con thấy cần phụ gì thì chú phụ cho. Trời, con nói chú Bảy cứ để con một mình mà. Coi hết cái đống hồ sơ này. À, chú Bảy kêu con ly cà phê đi. Con phải uống một ly cà phê mới có thể tỉnh ngủ được. Vậy con đợi chút nha, chú ra ngoài gọi cà phê cho con. Dạ dạ dạ. À quên nữa. Trời ơi, trung cấp gì mà. À cũng được cũng được. Ờ, cà phê có đường hay không con? Cà phê đen đi chú Bảy. Rồi rồi, có liền. Dạ dạ.